Hiện nay là buổi chiều ngày mùng 1 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi đang chuẩn bị đóng gói bộ tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai cho anh Sơn ở Hà Tĩnh. Cái bộ tranh này thì chúng tôi đã giới thiệu cái phần mộc của nó cách đây chừng nửa tháng, và ngày hôm nay thì trước khi đóng gói là tôi quay lại một chút. Xin thưa quý vị là bộ tranh này là chiều rộng 38 cm và chiều cao là 1m27. Chiều dày là từ 4 phân rưỡi đến 5 phân. Thì đục Tùng Cúc Trúc Mai là tứ quý, cái ý nghĩa của nó tứ quý bình an và là tứ quân tử thì chúng tôi đã giới thiệu rồi. Và ngày hôm nay là chủ yếu là soi lại cái đường nét để anh Sơn cũng như quý vị hình dung là cái hàng thành phẩm nó lên mượt mà như thế nào. Bởi vì tôi đã quan điểm thôi là một cái sản phẩm đỉnh cao nó phải đạt được là từ khâu tuyển chọn gỗ đến cái kỹ thuật về hàng ngang, hàng chạm và đến sau cùng là kỹ thuật hoàn thiện. Thì đồ gỗ Đức Hiền chúng tôi là cả ba khâu đấy đều hết sức chú trọng. Quý vị nhìn thấy đây, nhìn nghiêng lên mà nó còn láng như thế này, rất mịn màng và láng và giữ trần nguyên chất nguyên vân gỗ. Đây là hoàn toàn là nguyên màu của gỗ. Đây, ví dụ trong cây gỗ nó có chỗ sáng hoặc tối một chút là chúng tôi tôn trọng để nguyên, cho nên là trông hết sức tự nhiên luôn. Có chăng là mình nhẵn làm láng để cho nó thêm cái phần bóng bẩy và nó nổi bật lên được các cái phần công sức của người thợ chạm. Quý vị thấy là đây là đục chạm kênh bông và đục bằng tay, cho nên là trông nó hết sức tinh thần. Và nếu như quay gần lại ở cái phần ván gỗ, vân gỗ thì quý vị thấy đây, phần gỗ tuyệt vời luôn, hoàn toàn tự nhiên. Và đây là gỗ gươm đá người ta. Và cái bộ này thì tuy là quay phần mộc lên nhưng mà cũng đã nhiều khách hàng cứ gớm hỏi, và trong đó gần đây nhất là buổi trưa ngày hôm nay thì có chị Ngọc Diệp ở thành phố Hồ Chí Minh, chị có hỏi tôi và chị rất tiếc là bộ này đã bán mất rồi, nhưng mà chúng tôi có nói là chúng tôi còn đang sản xuất thêm hai bộ nữa y chang như bộ này. Thì trong thời gian tới chắc độ một tuần nữa xong chúng tôi sẽ quay mộc và đưa lên. Còn bộ này xin báo cáo là đã có khách hàng là anh Sơn ở Hà Tĩnh, anh đã đăng ký rồi. Và cùng cái và cùng cái bộ tranh này thì anh Sơn Hà Tĩnh có lấy tiếp một bộ tranh Đông Bích, tranh khảm bao sạch như thế. Bộ tranh khảm này thì bằng gỗ vụn và cũng được đánh nguyên màu gỗ vụn trần, và cái kỹ thuật khảm thì nó lại đẹp và sự long lanh bằng sắc cầu vồng và những cái đường nét tinh xảo. Còn đồ gỗ Đức Hiền thì rất là hân hạnh được phục vụ quý khách khắp các miền gần xa từ Bắc Trung Nam với những cái sản phẩm tuyệt sắc như thế này và với mức giá rất là hợp lý. Mức giá tham khảo để quý vị hình dung là cả hai bộ này cũng chưa đến 60 triệu. Và hiện nay cái hình ảnh này đang được quay buổi chiều ngày mùng 1 tháng 7 năm 2016 và đang được quay phía trước tầng 1 khu A của đồ gỗ Đức Hiền, là cái nhà 6 tầng, và bên kia là khu B của chúng tôi, nhà 4 tầng và hai bên là 2000 m². Đến cuối năm nay thì chúng tôi sẽ xây dựng tiếp một khu C ở đây phía trước mặt đây. Đã có trong cái kế hoạch của chúng tôi rồi. Cho nên là chúng tôi rất phấn khởi được khách hàng khắp các miền của Tổ quốc, và thậm chí là nhiều bà con là đang lao động, học tập và sinh sống tại nước ngoài cũng liên tục ủng hộ Đức Hiền. Ngày hôm nay là đã có một khoản tiền là 500 đô từ Nga gửi về, tức là tương đương với 11 triệu, và một khoản tiền nữa là một khách hàng tại Hàn Quốc gửi về 10 triệu đồng để đặt cọc về sản phẩm. Và tí nữa tôi sẽ khoe lên Facebook. Đây.
Thôi bọc đi. Đồ của Đức Hiền thì nói có sách máy có trứng. Đây, một khách hàng hôm nay vừa mới gửi về 11 triệu đây. Là khách bên Nga, ngày 1 tháng 7, cộng 11 triệu đây. Và một khách khác, một khách hàng mới chuyển 10 triệu đây, mùng 1 tháng 7, 10 triệu. Thì mỗi anh đều đăng ký lấy một chiếc sập. Còn bây giờ trở lại bộ tranh này, cái điều chúng tôi muốn khoe nhất đấy là cái bộ tranh này là nó đục kênh bong. Đây quý vị nhìn thấy đây, cái dây tôi có thể luồn bất kể chỗ nào chui ở trong bức tranh liên tục này. Đây, khách hàng rất là thú vị khi mà cái tranh của chúng tôi có thể nhét những cái thìa, cái dĩa hay là các cái dây tha hồ chui vào trong đây. Các cái chân những con chim như là những cái tăm này, và những chỗ hiện nay là cái bộ tranh liên tục là có cái đi vào trong tranh rồi. Đấy, nhưng mà cái tranh khảm thì không thể đi vào trong được, nhưng mà tranh khảm nó có những cái nét đặc sắc khác, ví dụ những cái cánh hoa, bông hoa đây, cái gì thế, cả bông hoa chỉ to hơn ngón tay một tí nhưng mà hàng không biết bao nhiêu cánh, và mỗi cánh là một miếng riêng và cái phần gân nó lại riêng. Và ở cái phần bình, cái phần lọ đây là hàng trăm mảnh này là riêng và có phần xương riêng, xuống đến những cái lá sen này cũng thế. Tóm lại là các cái đường nét thì tinh xảo vô cùng, toàn như những cái râu con kiến và lên màu sắc long lanh tuyệt sắc luôn. Cho nên là anh Sơn ở Tích anh chơi một lúc là hai loại tranh này chúng tôi cũng rất là thích, bởi vì là mỗi một cái loại hình nghệ thuật nó thể hiện cái nét đặc sắc riêng của cái nghề nghiệp của người thợ thủ công Việt Nam. Và anh chơi cả hai thứ này là trọn vẹn luôn. Mà bên trong này là chúng tôi đang dựng cái sập gỗ hương đá Nam Phi lên. Sập hương đá này tôi mới bán về huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, bán cách đây 2 hôm và tôi đang đánh giáp hoàn thiện và chắc là vài hôm nữa là sẽ chuyển lên cho anh. Cái bộ tranh này rất nhiều thứ để ngắm, ngoài cái phần tranh để ngắm ra thì còn ở những cái phần vân gỗ cũng rất là đẹp. Và hiện nay chúng tôi đang bắt đầu đóng gói. Và khi đóng gói là để anh Sơn và mọi người cũng yên tâm là trông nó kênh bong như thế thì mọi người rất lo là nó tỉ với nhau sẽ gãy, nhưng không. Này cái kia cho thêm một cái mút nữa, hai đầu không nó cập kênh nhá. Hai đầu, hai đầu. Dài ra. Cho hàn dài không có tiếc. Cái này thì không cần. Cái đấy được rồi. Số hàn hai góc, hai góc. Thế. Hai cái. Thế. Không, không đây cho cái này. Vuông, không vuông. Đấy, thế chuẩn đấy. Như vậy là cái phần đã để lấy ống kính cho khỏi bụi, nhưng mà lại ngược. Con ngược à? Ngược rồi. Ngược bằng góc. Thôi được xuôi. Ừ. Đấy. Như vậy là sau khi đã để cái xốp nhìn lên nhìn nghiêng này, cho cao thêm tí nữa đi, cao thêm, không phải là giữa, cho trên đầu thì cho thật dày vào, đi đâu hẳn miếng dày vào, cắt một nửa đây, đằng nào còn lúa cơ mà, thế đây hai cái chồng nhau thôi được, cao quá thì không sao, thà hơi quá còn hơn. Cẩn thận đi kìa, chỗ giữa có chạm không? Không chạm. Đây này, gần chạm này, chạm này. Đấy. Chỗ này chạm này. Cho một miếng vào chỗ này vậy. Nguyên tắc nó phải thừa ra. Cho hai miếng. Đây, cắt thôi. Không cần. Không phải cho đầu cao lên. Bởi vì cái thứ này nó rất là kênh. Đây, cắt hẳn cái. Không phải cho cái đầu cao lên.
cho cả miếng này nguyên. Cả miếng rồi, còn hai cái kia lấy đâu ra mà cứ... Thiếu gì? Thiếu đâu ra? Lấy bên kia nữa. Làm gì còn, mang hết đây rồi. Đây. Không để thế, không để giữa đâu. Chỉ để hai đầu thôi. Buồn cười thật. Không, đây đây, chị ơi đây. Thế, thế, thế được. Nhưng mà nó sẽ thấy đấy. Không cấy được, cấy nào được. Thế, có cẩn kênh thế, không vấn đề gì cả. Thế bây giờ yên tâm. Xong cho một cái nữa lên đi. Thôi đặt thẳng lên luôn, không cần hưởng gì đâu. Giấy bóng không quan trọng, giấy bóng chùm thôi. Có cái tai rồi đúng không? Và tất cả những cái hàng này chúng tôi đã đều vắt sẵn những cái tai để treo lên đây rồi. Điều quan trọng nhất là khi mà đánh, khi đóng gói cái phần kênh bông này là phải dùng những cái mút xốp để cho nó kênh, nó tuyệt đối không được chạm vào nhau. Vừa rồi là đã, chúng tôi vừa quay cái hình ảnh của hai bộ tranh chuyển cho anh Sơn ở Hà Tĩnh. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2016. Và xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Hôm nay liều và dám quát vợ.